Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thế giới nhà đất, chương trình do kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Tin nhanh Địa ốc thực hiện với sự đồng hành của Nam Long. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Bảy và được phát lại vào 8 giờ 40 phút sáng thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2015 ở lĩnh vực bất động sản tăng vượt trội tới gần 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay, hàng loạt ngân hàng đẩy mạnh hỗ trợ vốn cho những dự án bất động sản, đẩy tín dụng ngành này đã tăng đến gần 11%, làm nhiều người lo ngại liệu bơm vốn ồ ạt cho những dự án rất lớn có tạo cơn sốt ảo hay nguy cơ bong bóng quay trở lại. Ngày nay, khi Việt Nam hội nhập sâu với thế giới, thì ở từng đô thị cũng phải đặt ra vấn đề quy hoạch kiến trúc thế nào cho hài hòa, phù hợp với nét văn hóa của mình, nhưng phải hiện đại, văn minh. Ngày nay, khi Việt Nam hội nhập sâu với thế giới, thì ở từng đô thị cũng phải đặt ra vấn đề quy hoạch kiến trúc như thế nào cho hài hòa. Sau đây là các tin tức nổi bật trong tuần qua. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2015 ở lĩnh vực bất động sản tăng vượt trội tới gần 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, lượng doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực này giải thể đã giảm 30%. Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động cũng giảm khoảng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu trên cũng cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản. Các nhà đầu tư nội địa cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự bứt phá của thị trường này sau khi Việt Nam hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Điều được các đơn vị phân phối và nhiều chủ đầu tư kỳ vọng là gia tăng tính thanh khoản của hàng hóa bất động sản. Theo các chuyên gia, nếu Hiệp định TPP được ký kết và thông qua, hàng loạt những điều khoản vốn được coi là rào cản trước đây về hồ sơ thủ tục do doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nước ta sẽ trở nên thông thoáng hơn. Hiện nay, giá bất động sản tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với giá tại các nước phát triển trong khu vực, nếu căn cứ theo cả mặt bằng thu nhập lẫn GDP. Quận 9 đã xoán ngôi Gò Vấp để trở thành nơi có nguồn cung biệt thự lớn nhất. Đồng thời, đây cũng là nơi có giao dịch biệt thự nhà liền kề tốt nhất với 41% tổng giao dịch. Trong quý 3 năm 2015, thị trường thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nguồn cung sơ cấp ở phân khúc biệt thự nhà liền kề vào khoảng 1.680 căn, tăng khoảng 47% theo quý và tăng 142% theo năm. Trong đó, có thêm 5 dự án mới tham gia thị trường, cùng với một dự án hiện hữu mở bán giai đoạn mới, khiến thị trường sơ cấp có tất cả 930 căn. Phân khúc đất nền có khoảng 240 sản phẩm đến từ 2 dự án mới, cùng với giai đoạn mở bán thêm của 3 dự án hiện hữu. Tại thị trường sơ cấp, nguồn cung có 620 nền, giảm khoảng 19% theo quý và khoảng 60% theo năm. Phân khúc biệt thự liền kề vẫn sẽ có thanh khoản tốt do nguồn cầu biệt thự nhà liền kề có tiện ích nội khu hoàn thiện, nhà đầu tư uy tín và những phương thức thanh toán linh hoạt vẫn tiếp tục tăng lên. Triển vọng của phân khúc này, nguồn cung tương lai kể từ quý tư năm nay sẽ đạt trên 53.600 nền căn đến từ 142 dự án. Dự báo quận 9 tiếp tục có nguồn cung lớn nhất với khoảng 65% thị phần. Ngành vật liệu xây dựng vốn đã có sự cạnh tranh khá quyết liệt thì trong tương lai gần sẽ còn căng thẳng hơn khi Việt Nam đã tham gia Hiệp định FTA và TPP. Bài toán lúc này là đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây cũng là những chia sẻ của một doanh nghiệp FDI vào lĩnh vực sơn đã đầu tư tại Việt Nam 20 năm nay. Lãnh đạo hãng Sơn Toa, một doanh nghiệp FDI đến từ Thái Lan chia sẻ, đơn vị đã đạt được nhiều thành công nhờ sự tin tưởng của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Do vậy, thị phần mỗi ngày lại rộng và nhiều hơn. Chính vì vậy, đơn vị đã cam kết tiếp tục đồng hành tại Việt Nam. Cùng với đó là việc đầu tư ứng dụng những công nghệ xanh trong quá trình sản xuất sản phẩm an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường. Đây là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tự tin tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam khi mà các hiệp định thương mại FTA, TPP đã được ký kết. Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng Địa ốc Đất Xanh vừa tổ chức sự kiện Đất Xanh Expo 2015 với chủ đề Cơ hội an cư và đầu tư vàng và công bố 20 dự án mới nhằm chia sẻ cơ hội an cư và đầu tư đến hơn 3.000 khách hàng, tổ chức tài chính, đối tác, nhà đầu tư trong và nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.
20 dự án mới được Tập đoàn Đất Xanh công bố lần này được nằm ở những vị trí đắc địa, được thiết kế theo phong cách sang trọng hiện đại với nhiều tiện ích nhằm đem lại cho khách hàng một không gian sống tiện nghi và đẳng cấp. Trong đó có thể kể đến các dự án như khu căn hộ resort cao cấp Opa Riverside Thủ Đức, khu căn hộ phong cách châu Âu Venice City quận 2, khu căn hộ thương mại cao cấp Blue City quận 7, khu căn hộ thương mại cao cấp Greeny Riverview quận 7, khu căn hộ thương mại Auris City quận 8. Ngoài ra còn có các dự án khu du lịch biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World Phú Quốc, khu du lịch khách sạn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Hội An Luxury Village và nhiều dự án tiêu biểu khác tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Đất Xanh Expo 2015 là một trong những sự kiện góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, tăng tính kết nối giữa chủ đầu tư với khách hàng. Qua đó, Đất Xanh từng bước hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường bất động sản tại Việt Nam. Năm nay, hàng loạt ngân hàng đẩy mạnh hỗ trợ vốn cho những dự án bất động sản. Đẩy tín dụng ngành này đã tăng đến gần 11%, làm nhiều người lo ngại liệu bơm vốn ồ ạt cho những dự án rất lớn có tạo cơn sốt ảo hay nguy cơ bong bóng quay trở lại. Bên cạnh các gói kích cầu phân khúc nhà ở dành cho người có thu nhập ổn định, ngân hàng cũng đẩy mạnh vốn vào phân khúc nhà ở này. Chính sách tín dụng mở rộng từng đối tượng đối với hoạt động cho vay nhà đất khi giảm hệ số rủi ro với những khoản khó đòi trong lĩnh vực này từ 250% xuống còn 150%, đồng thời tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay dài trung hạn từ 30% lên 60%. Trên thực tế, các ngân hàng cho biết hoạt động tín dụng cải thiện những tháng đầu năm, một phần nhờ vào thị trường địa ốc ấm lên. Nhưng có một vấn đề là các khoản nợ xấu của ngân hàng nan giải nhất. Vẫn là nợ xấu nhà đất, khi các tài sản đảm bảo đó không có tính linh động cao. Do đó, đẩy mạnh vốn vay cho bất động sản đòi hỏi các tổ chức tín dụng phải kiểm soát được rủi ro. Hiện nay, tín dụng bất động sản đã tăng khoảng 70% nếu so với mức đáy vào đầu năm 2012, từ 197.000 tỷ đồng lên mức 333.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, kiến trúc mang nét văn hóa riêng của từng vùng, từng quốc gia, từng dân tộc và có vai trò hết sức quan trọng trong việc quy hoạch cho mỗi đô thị. Và trong khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, thì chúng ta lại càng phải coi trọng việc quy hoạch kiến trúc thế nào cho phù hợp với văn hóa của mình, nhưng đồng thời cũng phải văn minh hiện đại. Cuộc thi Tài năng trẻ kiến trúc châu Á vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho các sinh viên kiến trúc Việt Nam cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm hay từ các nước trong khu vực. Hội thi Tài năng sinh viên kiến trúc châu Á lần thứ tư do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đăng cai tổ chức, được giới chuyên môn đánh giá là có nhiều đồ án, ý tưởng tốt, đa dạng trên nền tảng chung về văn hóa Á Đông. Dự án những mái áp nghiêng vào Machiya, một kiểu nhà truyền thống Nhật Bản, để giữ gìn hài hòa nét truyền thống với cuộc sống hiện đại. Thí sinh Takaki Iyukyushu dùng những vật liệu tự nhiên để khoác lên mình những căn nhà cổ, chiếc áo của thị trấn hiện đại thế kỷ 21. Tôi không phá bỏ gì hết, vẫn giữ nguyên những nét truyền thống của phố cổ vì ít tốn kém và không xáo trộn đời sống người dân. Vấn đề là mình tìm những vật liệu tạo nên sự mềm mại, hiện đại, tăng thêm không gian sống thoải mái cho cư dân. Khi quyết định tham gia cuộc thi này, tôi cảm thấy căng thẳng. Nhưng sau đó khi đến Việt Nam và gặp gỡ các bạn sinh viên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tôi nhận ra mình không cần phải lo lắng đến thế. Bởi lẽ bạn bè Việt Nam thật thân thiện. Tôi thấy mọi người sống vui vẻ, hòa đồng và các bạn tình nguyện viên rất tuyệt vời. Cuộc thi giúp tôi có sự giản dị hơn, được xem là học hỏi các đồ án của các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Những đồ án thiết thân tận dụng căn hộ bỏ trống tại các chung cư làm nhà ở cho khu dân cư ổ chuột, trung tâm dịch vụ cộng đồng cho những người già, đến những ý tưởng bay bổng về đưa khu bảo tồn chim vào phố, ngôi nhà trà, những công trình giữa không trung. Những cái ý tưởng như thế này là rất cần cái sự nâng đỡ. Cái sự nâng đỡ không chỉ là về cái tư tưởng hay là về cái giúp đỡ về tinh thần, mà phải có những cái giúp đỡ rất là xác thực, ví dụ là có đầu tư để cho các em có thể có điều kiện để mà triển khai các cái ý tưởng đó trong thực tế. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao những cái nỗ lực của một cái trường ngoài công lập và có cái tuổi đời chưa cao trong cái lĩnh vực giáo dục đại học như Nguyễn Tất Thành. Qua đây chúng ta thấy rằng là sự năng động, sáng tạo và tính tự chủ tương đối cao
của lãnh đạo nhà trường và sự nỗ lực của các giảng viên trong quá trình là tạo ra những cái điều kiện để cho các em sinh viên có thể tham gia được cái quá trình nghiên cứu học này. Và những cái công trình như thế này thì nó tạo ra cho được các em sinh viên là cái động lực trong cái tìm tòi và phát huy được ý tưởng sáng tạo của mình. Hội thi tài năng sinh viên kiến trúc châu Á lần thứ tư quy tụ hàng chục đồ án kiến trúc tiêu biểu của sinh viên của 17 quốc gia châu Á. Đây không chỉ là nơi để tôn vinh những ý tưởng sáng tạo, mà còn là cơ hội để chia sẻ văn hóa độc đáo ẩn chứa trong các đồ án kiến trúc. Và để hiểu hơn về cuộc thi này cũng như là ý nghĩa quan trọng của nó, trong chương trình Thế giới nhà đất ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay những vị khách sau đây. Xin được giới thiệu giáo sư Dân In Lee, nguyên là giáo sư của Đại học Kiến trúc Kobe, Nhật Bản, hiện là trưởng khoa kiến trúc của Đại học Nguyễn Tất Thành và là người sáng lập cuộc thi Tài năng trẻ kiến trúc châu Á. Bạn Lim Ji Yuan là sinh viên của Đại học Quốc gia Singapore. Bạn Yong Hee Shin, sinh viên Đại học Hong Yi. Và xin được giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Minh Hùng là hiệu trưởng của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Thưa giáo sư Lee Yong Il, là một kiến trúc sư lâu năm và hoạt động ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về kiến trúc của Việt Nam trong những năm gần đây? Trong một thập kỷ qua, tôi đã đến Việt Nam và các quốc gia châu Á. Hầu hết các quốc gia châu Á đều có kiến trúc cổ kính và Việt Nam cũng nằm trong số đó. Có những kiến trúc cổ kính cách đây hàng thế kỷ phải tiến hành trùng tu và có cả những kiến trúc phải đập đi để xây dựng lại. Những năm gần đây, Việt Nam đã và đang tiến hành trùng tu, xây dựng lại một số công trình. Tôi nghĩ rằng đây là xu hướng sẽ tiếp tục phát triển để phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc. Xét trên phạm vi toàn thế giới, hiện nay nhiều quốc gia cũng đi theo xu hướng kiến trúc hiện đại hóa. Theo tôi, xu hướng này sẽ phát triển mạnh. Hiện nay, nhiều quốc gia đã có chính sách hỗ trợ phát triển tài năng kiến trúc. Cuộc thi Tài năng sinh viên kiến trúc châu Á lần này cũng nhằm mục đích ấy, giúp các thí sinh có cơ hội giao lưu học hỏi, đồng thời nỗ lực học tập hơn nữa. Các quốc gia đều có kế hoạch xây dựng những học viện kiến trúc, nơi dành cho sinh viên nghiên cứu và học tập. Việt Nam cũng thuộc xu hướng ấy. Cảm nhận của bạn như thế nào khi đến Việt Nam, cũng như sự đón tiếp của trường Đại học Nguyễn Tất Thành? Tôi rất vui khi được sự đón tiếp nồng hậu của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngay từ sân bay. Một lần nữa, cảm ơn nhà trường đã cho tôi cơ hội được tham gia cuộc thi này. Tôi xin chân thành cảm ơn trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đón tiếp thật nồng hậu ngay từ khi tôi vừa đặt chân xuống sân bay. Tôi thực sự cảm động và biết ơn khi được các bạn hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình đến thế. Dự án tôi thiết kế là đường đi bộ xuyên qua Viện Bảo tàng Nghệ thuật, giúp tất cả mọi người có thể tham quan dễ dàng vì bảo tàng hiện đang được đặt tại Insajong, ngay giữa lòng thành phố Seoul. Viện Bảo tàng Nghệ thuật trưng bày các hiện vật truyền thống của xứ sở Kim Chi, thu hút một số lượng lớn khách du lịch đến tham quan. Tuy nhiên, Seoul là thành phố đông dân cư và náo nhiệt nhất Hàn Quốc. Chính vì vậy, dự án tôi tham gia thiết kế nhằm giúp cho mọi người vừa đi dạo, vừa có thể tham quan bảo tàng và đọc sách, đưa nhịp sống của Seoul chậm lại. Dự án thiết kế của tôi là một trung tâm hồi phục sức khỏe trong khu dân cư tại Singapore. Thách thức của đồ án là vấn đề hình thức đô thị, bảo tồn cây xanh, không gian công cộng và không gian riêng tư. Thưa thầy, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, ông có thể chia sẻ là tại sao trường Đại học Nguyễn Tất Thành lại đăng cai tổ chức cuộc thi Tài năng trẻ kiến trúc châu Á và cái công tác tổ chức đã được thực hiện như thế nào ạ? Và chúng tôi thực hiện cái việc mà tiếp cận với chương trình đào tạo theo chuẩn AOM của khu vực ASEAN bằng cách là chúng tôi đã nghiên cứu các chương trình giáo trình của các nước trong khu vực ASEAN và các nước tiên tiến để làm sao mà chương trình giáo dục của Đại học Nguyễn Tất Thành có thể phù hợp với quá trình hội nhập vào ASEAN và quốc tế. Với cái lý do đó thì chúng tôi không chỉ tham gia vào hội thi sinh viên kiến trúc châu Á mà chúng tôi đã tham gia nhiều cái cuộc thi của ASEAN như là cuộc thi Olympic, cuộc thi ASEAN, tay nghề ASEAN và thi tay nghề thế giới. Chúng tôi chủ động bước vào cái sân chơi là thông qua các cuộc thi đó để nhằm mục đích cho học sinh, sinh viên và cả các thầy cô giáo cũng tiếp cận cái chương trình đào tạo để nâng cao cái kiến thức cũng như là kỹ năng và năng suất lao động của
của sinh viên trong các nước khu vực cũng như là quốc tế. Như vậy thì bên cạnh cái việc nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, thì cái việc mà tạo ra một cái sân chơi để mà sinh viên có thể cọ sát, phát huy cái năng lực đã được đào tạo của mình cũng rất là quan trọng, đúng không thưa anh? Vâng, trường đại học và nói chung là các cơ sở đào tạo của Việt Nam thì đang tập trung vào đào tạo kiến thức, kỹ năng, nhưng mà còn đang thiếu bằng một cái những cái chân sân chơi. Và những sân chơi này thì chúng tôi chủ động, chúng tôi thấy rằng sự thiếu vắng đấy thì chúng tôi bù đắp bằng những câu lạc bộ của trường, ví dụ những câu lạc bộ thi tài năng của trường, rồi sau đó thì chúng tôi chủ động tham gia vào cái câu lạc bộ của ASEAN khu vực. Theo em là sinh viên theo học ngành kiến trúc, em có thể cho biết những yếu tố cần thiết để trở thành một kiến trúc sư là gì? Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất là nắm bắt được nhu cầu của người dùng. Đối với tôi, tính hấp dẫn của kiến trúc nằm ở sự tiếp cận và công năng sử dụng. Cuộc thi này giúp chúng tôi có cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân về các đối tượng người dùng khác nhau, vốn là khách hàng tương lai của mình. Thông thường, mọi người nghĩ rằng kiến trúc sư chỉ xây nhà và các công trình bình thường. Thế nhưng theo tôi, ngoài những lý thuyết về kiến trúc cơ bản, kiến trúc sư còn có phong cách riêng biệt và biết cách làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Chính vì vậy, tôi cho rằng một kiến trúc sư giỏi là người vừa theo đuổi phong cách riêng, vừa học hỏi nâng cao kiến thức chuyên ngành của bản thân. Thưa giáo sư Lee Yong Il, với danh nghĩa là trưởng khoa kiến trúc trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ông có thể cho biết triết lý đào tạo ngành kiến trúc của nhà trường là gì? Với những sinh viên muốn tham gia cuộc thi, tôi nghĩ rằng các bạn phải tự rèn luyện để tạo không gian tốt và nghiêm túc. Tháng 9 năm nay, tôi đã nhận được lời đề nghị từ tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng để trở thành trưởng khoa kiến trúc của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Sở dĩ tôi nhận lời đề nghị này là vì khi trở thành trưởng khoa, tôi sẽ làm được rất nhiều việc. Tính đến nay, tôi đã thiết kế kiến trúc được khoảng 30-40 năm. Và tôi cho rằng việc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn kiến trúc là hết sức quan trọng. Từ nay trở đi, trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ là trường đại học đầu tiên thực hiện khái niệm trên. Với quan điểm giảng dạy của tôi, kết hợp việc thực hiện giảng dạy kiến trúc tiên tiến tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành ở khu vực châu Á, tôi sẽ xây dựng khoa kiến trúc và mong muốn rằng không chỉ sinh viên Việt Nam mà sinh viên các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan cũng sẽ đến đây và cùng học tập. Cuộc thi tài năng sinh viên kiến trúc châu Á được tổ chức dựa trên ý tưởng của những sinh viên đang theo học kiến trúc, sẽ có thể góp phần nâng cao trình độ kiến trúc của khu vực châu Á. Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Hùng, hiện nay thì Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, như chúng ta đã nói ở đầu chương trình, và Việt Nam thì cũng đã chính thức ký kết TPP. Điều này đòi hỏi là cái việc đào tạo nguồn nhân lực phải ngày càng cao hơn nữa để đáp ứng được nhu cầu. Với vai trò là một đơn vị cung ứng nguồn nhân lực cho xã hội, thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có những bước chuẩn bị như thế nào ạ? Thì chúng tôi ý thức được cái triết lý giáo dục của mình là phải không ngừng nâng cao cái giá trị bản thân của học sinh sinh viên thông qua việc đào tạo thực học, thực hành và thực danh và thực nghiệp. Quá trình đó thì chúng tôi muốn tạo cho sinh viên không những là khi bắt đầu tham gia vào TTP mà bắt đầu từ khi thành lập trường, chúng tôi đã muốn đào tạo cho sinh viên có những kiến thức và kỹ năng để làm sao mà có thể tham gia sau này cuối năm 2015 sinh viên của mình có thể được hội nhập vào trong các nước khu vực, và để đi bao giờ sinh viên Nguyễn Tất Thành phải phấn đấu để đạt chuẩn khu vực AUN và chuẩn đó để làm sao sinh viên của các nước có thể làm việc tại các nước trong khu vực ASEAN. Thì đấy là những mục tiêu mà chúng tôi yêu cầu. Và ngược lại, các thầy cô giáo của Nguyễn Tất Thành cũng sẽ có phải phấn đấu từ nay đến 2017 phải có cái trình độ để làm sao mà giao lưu giảng dạy được ở các trường trong khu vực. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Chương trình Thế giới nhà đất hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Nam Long đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại.